Mình xin giới thiệu cho các anh chị về cái cập nhật về dự án Vinhome Grand Park bên quận 9, bên đường Nguyễn Xiển. Thì đây là cái mô hình, cái bản đồ của mình. Thì hiện bây giờ là hôm nay là bây giờ là tối của ngày 20 tháng 6. Thì ngày mai là 21 tháng 6 thì sẽ có một buổi tập dượt cho các bạn mà tham gia để cho cái cuộc diễu hành ở bên trong sân vận động quân khu 7. Thì sẽ là tập dượt cả ngày 21 tây và chiều ngày 22 tây tháng 6 là sẽ là ngày ra quân chính thức của dự án tại sân vận động quân khu 7. Thì tổng cộng gồm có khoảng hơn 60 đại lý bán hàng cho dự án này. Thì cái giai đoạn 1 của mình thì mình sẽ mở bán trước 6 tòa, là ở đây sẽ là hơn 3.000 căn, gần 4.000. Mình sẽ bán 6 tòa này của phân khu The Light, hiện bây giờ là đổi tên thành The Rainbow. Thì đây là 6 tòa. Rồi cái giai đoạn 2 của mình á là sẽ mở bán 4 tòa tiếp theo là ở đây, và giai đoạn 3 là ở đây. Giai đoạn 4 là cái phần còn lại. Thì dành cho người nước ngoài là sẽ mở bán vào ngày 24 tháng 6, vài ngày sau, 2 ngày sau cái lễ ra quân, và dành cho người Việt Nam là khoảng ngày 26 đến 27 là dành cho người Việt. Đây là cái 6 phân khu của mình, 6 tòa. Thì bên trong gồm có hồ bơi là ở đây, hồ bơi trung tâm và sân thể dục thể thao ở đây. Ngoài ra còn có cái khu sát bên á, mình sẽ có khu trung tâm y tế là ngay chỗ này, khu sân thể dục thể thao như là sân lớn. Ngoài ra còn có đất bên trường học. Đây là cái đất trường học. Cái phân khu của mình là khu The Rainbow, đặc biệt là có khá là nhiều trường học dành cho giáo dục ở đây rồi Pin School ngay chỗ này. Đây là những cái đất trường học và khu vực công cộng, hơn những cái khu vực khác là cái khu The Rainbow này là về mặt cái giáo dục là nhiều hơn. Thì cái 6 lốc đầu tiên mình á là sẽ gồm có tòa Z và tòa chữ T, còn tòa chữ U là sẽ chỉ có một cái lốc tòa chữ U thôi, là nằm ở đây. Thì cái tòa chữ Z là tầm 24 tầng. Những tòa như thế này là 24 tầng. Đây. Còn tòa chữ T và chữ U là 30, 33 tầng. Và tòa chữ Z á, thì mặt bằng là khoảng 19 căn trên một tầng. Còn tòa chữ T và chữ U là khoảng 21 căn trên một tầng. Thì bên Vin Group có thông báo là chỉ có những khách hàng mà đã booking thì mới được mua, ưu tiên mua trong cái giai đoạn đợt 1, đợt đầu tiên này, 6 tòa này. Những cái vị nào mà nó có cái mốc thời gian là dành cho người nước ngoài là đã đóng booking cách nay một ngày rồi, còn dành cho người Việt Nam là cho tới 11 giờ trưa mai là bắt đầu đóng booking, là 11 giờ ngày 21 tháng 6 là sẽ đóng booking của người Việt Nam. Những anh chị nào mà giữ chỗ sau cái đợt đó thì sẽ chuyển cái booking của mình qua cái đợt bán thứ hai hoặc là thứ ba. Thì mình cũng được biết là sẽ cái việc mở bán là sẽ tổ chức mỗi một sàn là sẽ tổ chức một cái event riêng cho sàn mình, là cái gỗ hàng sẽ trả về cho từng sàn và các sàn sẽ bán bên trong đó. Thì mỗi một sàn thì cũng có những cái cách thức bán hàng hơi khác nhau và tùy mỗi sàn thôi. Thì mình cũng nói sơ qua về cái này, đây là cái khu, cái đường vành đai của mình nè, đường vành đai 3 nè. Ngoài ra trong bên khu dự án mình có những cái con sông nhỏ, cái nhánh kênh á, là nhánh hồ ở đây.